ái, mạn, hào hứng, vô minh. Này các tỳ kheo, để đoạn cảnh năm thường phần chất xứ này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Xin lặp lại ở đây một đoạn kinh đã nêu trong phần định nghĩa để thấy sự vi tế của các tâm siêu mạn, hào hứng và hối quá. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 1000 thế giới, ấy là siêu mạn của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: thánh chánh là tinh tấn của tôi, không có phụ lòng, niềm đặt an trú không có thất niệm, tâm được thanh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm, ấy là cào tử của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau: tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thù, ấy là hối quá của hiền giả. Lành thay, nếu tôn giả Anuruddha đoạn từ ba pháp này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tịnh, trả tâm từ năm thủ ẩn. Năm thủ ẩn là những thành thần do duyên hợp tạo nên thân người. Trong năm thủ ẩn này, chỉ pháp thủ ẩn là thành thần hữu hình, còn bốn thành thần còn lại gồm có thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn và xúc ẩn đều là thành thần vô hình. Khắc thủ ẩn hay khắc ẩn do bốn tại đất nước gió lửa duyên hợp. Thân ngũ ẩn có sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, do sáu căn tiếp xúc với sáu cần, với sáu cần sắc thanh hương vị xúc pháp nên mới sanh ra sáu thức là nhãn thức, nhiệt thức, tỷ thức, nghiệp thức, thân thức và ý thức, tổng chung tất cả là 18 giới. Hai, thọ ẩn. Thọ ẩn có ba loại: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Chúng đưa lại cảm thức lạc, khổ, liên hệ với sắc thức. Cảm thức thì ưu não, liên hệ với thức, với tưởng thức. Thông thường, ta nhận định qua những cảm thức đau đớn, khổ sở, an lạc, mừng vui, tức giận, phiền não. Đó là qua thọ ẩn thức, thọ thủ ẩn. Ba, tưởng thủ ẩn. Hai tưởng ẩn là phần vô hình của thân ngũ ẩn. Chính do tưởng thủ ẩn hoạt động mà người đời và tất cả các tôn giáo đều hiểu lầm sự hoạt động này của tưởng thủ ẩn là thế giới siêu hình. Chia bao cũng là hoạt động, cũng là dạng hoạt động của tưởng thủ ẩn, nhưng nó thuộc về ý thức tượng. Bốn, hành thủ ẩn hay hành ẩn là những hành động phối hợp các thành phần của thức thủ ẩn, tưởng thủ ẩn và thức thủ ẩn. Chính hành thủ ẩn này làm cho thân ngũ ẩn không trở nên vật bất đồng, vô tri vô giác như đất đá. Năm, thức thủ ẩn hay thức ẩn là thành phần hoạt động siêu không gian và siêu thời gian. Nó thuộc về trí tuệ tam minh lục thông của những người tu chứng thánh quả A-la-hán. Người chưa chứng thánh quả này không bao giờ sử dụng được thức thủ ẩn. Nó bất đồng, không hề hoạt động một chút nào. Đức Phật đã xác nhận thân người có năm thủ ẩn. Này các tỳ kheo, có năm thủ ẩn. Thế nào là năm? Khắc thủ ẩn, thọ thủ ẩn, tưởng thủ ẩn, hành thủ ẩn và thức thủ ẩn. Trên đường tu tập của Phật giáo thì năm thủ ẩn này cần phải đoạn diệt. Muốn đoạn diệt chúng thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, cái đoạn cần năm thủ ẩn này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Chúng ta nhận định và suy tư cho rõ ràng: đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt, đây là hành sanh, đây là hành diệt, đây là thức sanh, đây là thức diệt. Tánh trí không rời những nhận định và suy tư này trong sáu trường hợp: sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt ảnh trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có nhiều pháp ở đây nghĩa sống an trú chánh niệm như vậy, với lòng hướng đến chánh trí chánh niệm, chúng ta buông xả hết như Đức Phật đã dạy, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Theo đoạn kinh tứ niệm xứ này thì ta phải tu tập cho đạt được mức chỉ còn pháp tu, lấy pháp tu như sự sống, suốt ngày chỉ ôm pháp không rời. Ngoài ra không còn gì khác hơn là tâm trí hướng đến chánh trí chánh niệm. Cả tâm căn giới hành phòng hộ các căn, nếu sống có phòng hộ các căn, tức sống đúng giới luật, giữ gìn nghiêm mật hành động cơ,
thì các chiếc sử, tức các áp pháp hay các lầu hoặc tàn hài và nghiệp não không có cởi lên, không có xâm chiếm tâm, tu tập các pháp môn mới có kết quả. Trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy rõ rằng sáu căn sẽ được phòng hộ như thế nào để các chiếc sử không thể sanh khởi. Tỷ kheo, tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này chiếc sử sanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với chiếc sử chưa sanh nay sanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và biết với chiếc sử đã sanh nay được đoàn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với chiếc sử đã được đoàn diệt tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ tri như vậy, và tuệ tri tai, và tuệ tri các tiếng, và tuệ tri mũi, và tuệ tri các hương, và tuệ tri lưỡi, và tuệ tri các vị, và tuệ tri thân, và tuệ tri các xúc, và tuệ tri ý, và tuệ tri các pháp. Nhân dân hai pháp này chiếc sự sanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với chiếc sự chưa sanh nay sanh khởi. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với chiếc sự đã sanh nay được đoàn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy, và với chiếc sự đã được đoàn diệt tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ tri như vậy, mỗi khi tuệ tri có những chiếc sự sanh khởi và đã tỉnh giác nhận ra chúng thuộc sắc căn nào, mắt tai mũi lưỡi thân hay ý, thì phải dùng tri kiến giải thoát mà phòng hộ, mà đẩy lui, để quét đi. Nhất là phải sử dụng những câu các ý thích hợp để đối diện chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tuệ tri, mặc dầu kinh văn không nói rõ. Muốn phòng hộ được kết quả thì phải giữ gìn giới độc cư cho được trọn vẹn, không được vi phạm cả tâm. Trong kinh Bát Thành, kinh Bát Thành dạy tỷ kheo an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với xã, cũng vài phương thứ hai, cũng vài phương thứ ba, cũng vài phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới địa ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ quán đại vô biên, không hằng không sanh. Như vậy khi tu tập tâm xã, ta phải tuần tự an trú tâm xã từng phương một, mỗi phương an trú tâm xã một khoảng thời gian, rồi mới an trú tâm xã qua phương khác, cho đến khi đủ cả bốn phương trước sau, trước mặt sau lưng, phương bên trái phương bên phải, phương trung bên trên và phương phía dưới. Sau đó an trú toàn thể không gian đại địa, cỏ cây vườn rừng sông núi đại địa đại dương không trung và vũ trụ trời sao, với tâm hoàn toàn buông xả, không tham trước, không sân hận, hay nói gọn là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Theo kinh văn thì tùy theo sức mà an trú, cho đến khi hoàn toàn sống trong tâm xả còn thời gian suốt ngày, thì năng lực và giác chi sẽ xuất hiện để tâm có bốn thành cấp hướng đến an minh và giải thoát khỏi dục lầu, chứng đắc cứu cánh giải thoát. Chỉ những vị nào giới luật đã nghiêm kỳ tròn vẹn mới nên ôm một pháp mà tu cho đến tốt sáu. Nếu giới luật chưa thành tựu thì phải tu tập thêm những pháp trợ duyên khác, đồng lúc tu trì giới luật không còn vi phạm dù một lỗi nhỏ nào. Trình báo mới nên ôm một pháp mà tu cho đến khi thành tựu đạo quả. 7. Xả tâm không tam thiền, tỷ kheo ly trú xả, chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm niệm tập ước làm cho trung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có ý ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có ý ấy thấm ngừng. Xả tâm trong tam thiền là xả bỏ những cảm thọ về hỷ, tức là sự vui thích trong thân, mà chỉ còn cảm giác lạc thọ trên thân, được gọi là xả niệm lạc trú. Một cảm thọ an vui thanh tịnh trên toàn thân. 8. Xả tâm trong tứ thiền, xả tâm trong tứ thiền là tỷ kheo xả lạc xả khổ diệt hữu ưu đã cảm thọ trước. Theo văn nghĩa xả lạc xả khổ thì đây là xả những cảm thọ thuộc về thân, còn diệt hữu ưu là xả những cảm thọ thuộc về tâm. Như vậy trong tứ thiền, những cảm thọ được xả bỏ toàn diện dù thuộc về thân hay thuộc về tâm, chỉ còn duy nhất niềm thanh tịnh trong sáng của năng lực tác ý hướng tâm hay năng lực của bảy giác chi. Tỷ kheo xả lạc xả khổ diệt hữu ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niềm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân
không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần kiến, khả tâm không tứ nhận xứ, vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên trời. Đó là câu kinh được lặp lại nhiều lần trong bài kinh tứ niệm xứ. Qua câu kinh này, Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải trả tâm triệt để trong khi ôm pháp môn tứ niệm xứ mà tu. Khi nhất tâm và trạng thái thanh thản an lạc vô sự, thì hành giả sẽ buông xả tất cả mọi tâm tư chấp trước, chỉ còn trạng thái này mà thôi. Hành giả không được tu tập bất kỳ pháp môn nào, tâm hoàn toàn thanh thản vô sự mới đúng trạng thái tâm cần thiết để thấy được những niềm từ thô cho đến vi tế, hiện thời căng tâm để quan xét mà để lôi. Nếu còn giữ bất kỳ pháp nào thì không thể kịp nhận thấy các niềm vi tế sanh khởi. Do đó, trong khi tu tứ niệm xứ, trưởng lão Thông Lạc mới dạy rõ ràng là chúng ta phải giữ tâm như chưa biết tu là gì, nhưng lại là cái tâm không niệm khởi, vắng lặng các suy tư dĩ thời, làm sao để có được tâm tình tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Cho nên, trả tâm của tứ nhận xứ là buông xả các pháp tu, để tâm không còn vương bình với pháp, để tâm đổi chẳng vô sự, mới nhận biết được những tác động vật thân thọ tâm pháp trên bốn chỗ đó, mà xả bỏ các niệm thuộc nội thân, thuộc ngoại, thuộc cả nội ngoại, hay tánh thân vượt quá các niệm đang hiện khởi tâm tâm. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, nó sống quán pháp trên các ngoại pháp, nó sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, nó sống quán tánh thân khởi trên các pháp, nó sống quán tánh diệt trần trên các pháp, nó sống quán tánh thân diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với vòng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên trời. 10. Khả tâm thắng bảy giác chi. Khi bị tỷ kheo đoạn đoạn thành các lầu hoặc, thì tâm tỷ này giải thoát khỏi tham, giải thoát khỏi sân, giải thoát khỏi si. Khi vị này quán xét tâm mình thấy được giải thoát hết tham sân si như vậy, thì xả giác chi đã được an trú, đã được tu tập thiên thành sung mạng. Trước đó, trong giai đoạn tu tập tứ nhận xứ, xả giác chi từ từ xuất hiện trong lúc tu tập bảy giác chi, thì nội tâm chưa được đầy đủ năng lực, nên xả giác chi hãy còn tùy thuộc điều kiện của nội tâm và điều kiện của xả giác, các xả giác chi kia. Hành giả phải tỉnh giác để hay biết nội tâm đang có hay chưa có xả giác chi. Nội tâm có xả giác chi, rời đi rằng nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, rời đi rằng nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy rời đi như vậy. Và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy rời đi như vậy. Đoàn kinh sau đây cho biết cách tu tập trả tâm rốt ráo để chứng đắc niết bàn. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Như vậy, vì ấy được. Như vậy, vì ấy được trả. Vì ấy không hoan hỷ, không tú chặt, không hoan hỷ trong trả ấy, không hoan nghênh, không chấp trước trả ấy. Do vì ấy không hoan hỷ trong trả ấy, không hoan nghênh, không thụ trước trả ấy, tức không lệ thuộc trả ấy, và không thụ trước trả ấy. Không thủ trước, vì tỷ kheo chứng cứu cánh niết bàn. Phần thứ ba cuối cùng kết luận lợi ích của trả tâm. Tâm lý người đời do lòng tham ái nên luôn luôn chấp thụ những gì mình có được, tạo được, không bao giờ muốn rời xa. Có càng nhiều càng vui thích, càng sung sướng. Lòng tham ái càng to lớn chừng nào thì tâm tham đắm chấp trước càng nhiều, nên vật chuyển đổi hòa nhiệt theo quy luật tự nhiên của vô thường thì càng chịu nhiều đau khổ, bi ai, càng nhớ thương tiếc nuối. Đó là nhân để thành tiểu sự tái sanh luân hồi không dứt. Đức Phật thấy rõ như thế, thấy sự bản chất tất cả mọi pháp thế gian là nguyên nhân sinh đau khổ. Đau khổ là bản tánh thường hành của cuộc sống, lấy chấp thủ làm nhân. Cho nên Ngài đã thấy được con đường giải thoát của sự khổ đau, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi bằng cách giải trừ lấy chấp thủ tham luyến. Sau khi tự mình chứng đạt chân lý bốn sự thật, Ngài đã chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát bằng thánh đạo tám hành, thể hiện giới định tuệ. Cho nên xuyên suốt giáo lý do Ngài lập ra chỉ có một mục đích duy nhất là giúp cho tất cả mọi chúng sanh giải thoát khổ đau trong chết sống. Qua pháp độc nhất khả tâm, chúng ta thấy rõ chân tướng khổ đau, chúng ta cũng thấy rõ được con đường chấm dứt khổ đau, và chúng ta cũng thấy phương pháp cách thực hành để chấm dứt khổ đau. Đó là con đường từng bước
trau dồi uống nắng rồi gột rửa tâm không còn chấp thù, xả bỏ toàn bộ mọi pháp thế gian. Khi nào tâm cần sẽ hạn chế, khi ấy hạn chế tâm, pháp nào làm cho tâm được phấn chấn, được hoan hỷ thì cần áp dụng cho tâm phấn chấn, cho tâm được hoan hỷ. Khi nào cần buông xả, buông xả để quán sát, quán xét, khi ấy làm cho tâm được thanh thản, buông xả, buông xả, quán sát, quán xét. Bây giờ chúng ta đọc để mà chúng ta tích tập cái sự hiểu biết đó. Rồi ta đọc luôn cái dạng bài. Con đọc luôn cái dạng bài. Kính thưa thầy, thưa quý vị, con xin đọc bài Tác Tâm Vô Lượng. Thứ nhất là dạng bài Tác Tâm Vô Lượng. Dạng bài này gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là nhân lãnh vực Tác Tâm, và phần thứ ba là kết luận. Trong phần hai nhân lãnh vực xả tâm thì chia làm hai phần nhỏ là xả tâm sát thủ lậu, và phần thứ hai là xả tâm bằng sát vô lậu. Phần xả tâm bằng sát thủ lậu thì có tất cả là 7 điểm. Thứ nhất là xả tâm tham đắm sắc dục, thứ hai là xả tâm vô lượng của áo vàng bạc của cải, thứ ba là xả vô lượng tâm dâm, thứ tư xả vô lượng tâm ăn, thứ năm xả vô lượng tâm ngủ. Trong chỗ tâm ngủ này có 3 điểm là không cần tiền liên, không tịch, không tí hoa không tiền liên nhân của phục ngủ và cách xả vô lượng tâm ngủ. Điểm thứ sáu của pháp thủ lậu là xả năm dục tương diện cách mắt tai mũi lưỡi thân ý, và điểm thứ bảy cuối cùng là xả tâm trong hành bố thí tương diện. Về phần thứ hai của những lãnh vực xả tâm, xả tâm bằng pháp vô lậu thì tất cả là có là 11 điểm. Thứ nhất là xả tâm tham sân si, lợi ý hành khẩu hành của thân hành. Thứ hai xả tâm năm thiệt cái dục tham sân không cần cảo hối nghi. Thứ ba là xả tâm về năm thủ ứng sắc thọ tưởng hành và thức. Thứ tư xả tâm năm hạ thần chất sử tham sân thân kiến giới nghi. Thứ năm là xả năm thường thần, xả tâm năm thường thần chất sử sắc ái vô sắc ái mà cào cử mà vô minh. Thứ sáu là xả tâm công giới phòng hộ các căn. Thứ bảy là xả tâm với tâm xả công kinh bát thành. Thứ tám là xả tâm sơ thiền của đơn người thiền. Thứ chín là xả tâm về người thiền đơn tam thiền. Thứ mười là xả tâm trong tam thiền. Thứ mười một là xả tâm trong tứ thiền. Và mười hai là xả tâm trong tứ niệm xứ. Và mười ba là xả tâm của xả giác chi. Và phần thứ ba là kết luận lợi ích của xả tâm. Như là bài làm thứ nhất là định nghĩa xả tâm. Xả có nghĩa là bỏ ra, không dùng nữa, không cất chứa, không dùng tới, không còn tham muốn thủ giữ, buông bỏ không tiếc nuối, không cất chứa thương ghét giận hờn, cũng không sinh khởi vui thích thú theo đối tượng nào, theo pháp nào. Như vậy xả có ý nghĩa tâm lý và thực hành thực tế, không còn dính mắc trong hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Vật chất là năm dục lạc thế gian, tài lợi, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ. Và sáu đối tượng là sáu căn dính mắc là hình tướng, âm thanh, mùi hương, vị ngon, thân xúc cảm. Và lãnh vực tinh thần là những kiến thức và tư tưởng, học thuật. Nói xả là buông bỏ những cái gì mình đang hiện có, chứ không phải cái đã có trước đây mà nay không còn nữa, hay cái mong cầu mà chưa có, không thể có được. Nhưng chính cái tâm ý mong cầu đó cũng là cái dính mắc cần xả bỏ. Các tâm niệm, ký ức, những hình ảnh quá khứ cũng là những dính mắc cần phải buông xả. Lòng mong muốn, ý mong cầu mơ mộng cũng thế, buông xả hết. Buông xả thành công là không còn chấp giữ trong tâm bất kỳ mục đích nào đã thành đạt hay chưa thành đạt. Có thể nói, buông xả quá khứ,
Bồ Tát Tỳ La và Bồ Tát đã hiện tại những tư niệm của bản thân. Vậy thì còn cái gì? Chỉ còn công việc làm ngay tại hiện tại, đúng cách thức của nó mà không chấp giữ nó, cũng như kết quả mà nó có thể đem lại. Thí dụ như chúng ta đi kinh hành thì chỉ đi biết nhẹ nhàng, đi thoải mái, đi đúng với sự đi kinh hành mà không có tư tưởng mong cầu cái gì khác ngoài cái biết đang đi. Người tu hành khi bản thân có những nhắc những kinh nghiệm tu tập mà chấp nhận chấp chặt theo mang hành cái đó vui thích với chúng mà quên làm pháp tu là đã bị dính mắc. Nếu không biết để tự buông xả thì khó thể nào tiến xa cái đường giải thoát. Ngày xưa ngài Aruda đã bị sai lầm dính mắc và bị chứng mắc cùng những tâm mắc về công hành của mình mà không thể tiến xa để tính tắc tốt rốt ráo cô lậu. May nhờ có ngài Sariputta chỉ dẫn cho mới buông xả được. Ta hãy nghe các câu hỏi đáp giữa hai ngài. Ngài Adonuga hỏi: thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một nhìn thế giới phánh chánh là tinh phánh chánh là tinh thần. Phánh chánh là tinh tấn của tôi, không có phụ đẳng, niềm đã an cố, không có trách nhiệm, tâm được sinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được bình tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm tôi chưa được giải thoát quả chất, lầu hoặc, không có không chất khổ. Ngài Sariputta trả lời: này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 1000 thế giới. Ấy là kiêu ngạo của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có phụ đẳng, niềm được an cố, không có thất niệm, tâm được thanh an, không có cuồng nhiệt, tâm được tuyệt tĩnh nhất tâm. Ấy là trào tự của hiền giả. Này hiền giả Anuruddha, hiền giả suy nghĩ như sau. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lộ, không có chấp thủ. Ấy là hối quá của hiện dạng. Lành thay, nếu tôn giả Anuruddha đoạn từ ba chấp pháp ấy, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm và giới bất tử. Đó là cái căn tăng thi bộ chương ba pháp kinh 128. Như vậy, ta mới thấy sự chặt bỏ tâm rốt ráo giúp cho người tu nhấn xa đến đường đạo. Vấn đề ở đây cần xác định là chỉ tại những pháp nào được xem là bất thiện hay thật sự bất thiện, thật sự lỗi lầm hay được xem là có lỗi lầm, những pháp nào không nên tu hành hay được xem là không nên tu hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay là được xem là không đáng không xứng đáng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, như Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ, kinh số 8 và kinh Sư Tử Ấn. Ngài Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đạt được với nhau. Các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Sa môn Gotama đã hoàn toàn tạm đi những pháp ấy. Tiêu chuẩn nào để xác định tính chất bất thiện hay không bất thiện, có lỗi lầm hay không có lầm, nên tuân hành không nên tuân hành, ô nhiễm hay không ô nhiễm, xứng đáng bậc thánh hay không xứng đáng bậc thánh của các pháp để trả không hay không nên trả. Trong tất cả các pháp môn Đức Phật đã dạy, không có pháp môn nào ngoài sự hiểu biết của con người, pháp môn nào cũng đều căn cứ trên kinh nghiệm thực nghiệm chính bản thân Đức Phật. Và khi được dạy thì các tỷ kheo cũng chính mình tự rút ra kết quả trong khi thực tu thực nghiệm, chứ không phải được hiểu biết qua đường lý thuyết lý luận suông. Cho nên xả tâm sẽ được tu tập trong kinh nghiệm. Nếu ở đây loài xả nào có thể biết được, khi tôi thanh cảnh xả này
bất thiện khác tăng trưởng, thiện khác xây dựng, thời xã ấy cần phải đánh xa. Ở đây, loại xã nào có thể biết được khi tôi thân cần cái xã ấy, bất thiện khác xây dựng, thiện khác tăng trưởng, thời xã ấy nên thân cần. Ở đây, có xã câu hữu với tầm, với tứ, có xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Việc thứ hai, tu tập đạt ác pháp hữu hậu. Trưởng lão không lạc khuyến khích mọi người hãy sáng suốt xả bỏ chấp thủ mọi sắc thế gian để tâm được an vui tự tại như nhau. Buông xong đi, buông xong đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vàng sự vô thường, buông xong đi. Người đời tranh giành chiếm đoạt cụ thứ trong cuộc sống, thấy người khác có mà mình chưa có thì tham đắm chưa thích, ghen tị với người, tham tâm chiếm hữu, cố gắng công sức để có như người, bằng người hay hơn người, không đạt được thì buồn rầu thất vọng, chán nản tu khẩu, đạt được thì mừng vui phấn hở, hẳn nhận kiêu căng hợp hình. Thủ khắc lâu ngày thế tâm chán ghét coi thường, nhưng ví dụ có ai cần đến hỏi xin thì nhất định không cho, không muốn người xa, lòng thường ích kỷ nhỏ hẹp, chỉ biết thu gom cho nhiều của lại của thế gian, vật dự trữ không bao giờ thừa là chân ngôn của họ. Do lòng tham muốn chấp thủ mà họ không thanh khởi được lòng vị tha, thương người giúp người, bố thí cái mà người đang thiếu đang cần, đó là nghĩa của xả tâm vật chất những pháp hữu hậu. Một, xả tâm tham đắm sắc dục. Ta không thấy một sắc nào hấp dẫn người đàn ông như sắc của người đàn bà. Và ngược lại, ta không thấy một sắc nào hấp dẫn người đàn bà như sắc của người đàn ông. Đức Phật đã xác định như vậy, quá không sai. Môi trường đã phân ra nam nữ thì chúng có sức hấp dẫn nhau để tạo duyên nhân quả của ái sanh. Cho nên xấu thô xấu như chung vô diệm mà Tề Tiên Vương vẫn cần đến và gần gũi được trong lúc thiếu người đàn là một minh chứng hồng hồn nhất của sự hấp dẫn nam nữ. Bởi vậy sắc dục rất khó tạo nếu không hạ quyết tâm kiên trì cố gắng vượt thoát khỏi sức tác động của môi trường. Chính môi trường tác động lên cơ cấu hữu cơ của mỗi sinh vật để cơ thể sinh vật sản xuất những nội kích thích tố khiến tinh thần bị thúc bắc thực hành phối hợp âm dương nam nữ trong giai đoạn trưởng thành của sinh vật. Và yếu tố làm các khởi nhu cầu tham đắm sắc dục chính là sự có mặt đồng lúc cả hai phái tính nam nữ của sinh vật ở vào thời kỳ cần thiết phối giống. Nếu chỉ có một phái tính có mặt trong phạm vi không gian nào đó thì nhu cầu bị chìm vì không có đối tượng để lòng tham đắm sắc dục được nuôi lớn và thực hành. Tuy nhiên không phải bị tiêu diệt, chúng ngủ nằm trong cơ thể chờ cơ hội thức dậy vào lúc cần thiết. Trong thiên nhiên, ta thấy nhắc lại của Phật, con địch luôn luôn đòi hỏi sắc dục, nhưng con cái chỉ đòi hỏi trong thời kỳ thù hai thôi. Thí dụ loại chó ta nuôi trong nhà, phần lớn là chó đực, chúng chỉ thân khởi những đực tính khi nào có chó cái ở vào thời kỳ cần phối hợp thụ tinh nhiều diện trong phạm vi chú chúng đang sống. Nếu chưa tới kỳ, nếu chưa tới thời kỳ này, thì cả hai phái tính chó cùng có mặt nhưng không phát sinh nhu cầu. Đây là trường hợp của sinh vật chỉ có nhu cầu phối giống theo bản năng sinh tồn mà không có ý chí khai thác thọ hưởng sự tham đắm cảm giác sắc dục như là loài, như là con người. Trong tất cả các loài động vật chỉ có con người là loài có nhu cầu sắc dục mạnh mẽ và không có bị giới hạn vào thời kỳ thụ thai. Ngoài từ thời gian rất ngắn trước và sau thời kỳ sinh sản của phái nữ, việc sắc dục của phái nữ rất nặng. Nếu cuộc sống lứa đôi chỉ đứt quãng nửa chừng trong giai đoạn trưởng thành tuổi từ 25 đến 50 tuổi
thì thường có một số người nữ bị biến chứng tâm lý, thay đổi tánh tình. Có một số trường hợp bị chứng mất ngủ và nhức đầu, đau đầu rất nặng, rất là tội nghiệp. Cho nên muốn xóa bỏ tâm tham đắm sắc dục, ta cần quán chiếu thật sâu sắc tính chất khổ đau của nghiệp nhân quả luân hồi, thấy cho được sắc dục là con đường sắc bất tịnh tế trượt, thối tha bệnh thiểu. Sắc dục chỉ là con đường sanh không đại cái khổ đau nối tiếp cực nhập không dứt. Sắc dục làm cho chúng ta vô minh tham đắm một cách vô si để chịu sự chi phối của ma vương, phải các ý thường xuyên đau. Sắc dục là con đường sanh tử của muôn loài, con đường đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Ta phải xả bỏ từ trước, thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để tâm vướng mắc nó nữa. Để dứt trừ cho được tâm tham dục, thiền từ từ môn thủy tổ tiên phải biết rằng đây là công việc rất khó nhọc. Nếu không kiên trì, không kiên cần các ý thường xuyên và quán chiếu sắc thanh bất tịnh như thật sẽ được, thì không thể vượt thắng tâm tham đắm sắc dục. Nếu câu tác ý trên chưa đạt được kết quả, thì ác ý hướng tâm câu sắc dục là bất tịnh, lấy thường, giết nhau, hôi thối, khó chịu vô cùng, tạo muôn ngàn bệnh tật tai ương, truyền nối nhau nhân quả luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ dứt. Một người để lại muôn người khổ, nối tiếp nhau vô cùng tàn. Hãy xả bỏ xa lìa viện, diễn lý bệnh viện. Sắc dục như rắn độc, như ung nhọt, nó là nguy hiểm, nó là tai họa, là ác độc, là đường bệnh tật tiềm nhiễm sang đi, như bệnh liệt khá, bệnh si đa, dứt từ, dứt khoát từ bỏ. Sau này do trường lão rút từ kinh nghiệm tu trì của người dạy lại cho chúng ta, chúng ta phải đặt niệm cất mặt, sử dụng pháp hướng, phải như lý tắc ý thật mạnh như thiền hình, thì may ra mới xả tâm á dục được, mới thấy được con đường giác ngộ rộng mở. Tác ý xong câu này, ta ngồi yên lành, giữ tâm thanh thản. Một lúc sau là tác ý nữa. Tác ý cho đến khi tâm ta xa lìa sắc dục, hoảng sợ sắc dục, không dám khởi tâm thấy bị về nó. Ta phải tu tập hoài để cho ý thức ly tham dục thấm thấm tành chương tủy, mới hy vọng phá trừ được bản năng sắc dục, chứ không phải là ngồi yên rồi thấy thiên an lý lạc mà cho là tốt. Trong kinh khi ngài Ananda hỏi có thái độ như thế nào khi đối tiếp với nữ sắc, Đức Phật dạy đừng gặp mặt. Nếu buộc gặp mặt, đã gặp mặt thì đừng nhìn. Nếu đã nhìn, buộc phải nhìn thì đừng nói chuyện. Nếu đã nói chuyện, buộc phải nói chuyện thì đừng tác ý tà bài. Cho nên trong giai đoạn tu tập đang cần phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, thì phải sống độc cư là pháp phòng hộ tối thượng là vậy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3 chương 77 947 liệt kê rất nhiều chuyện cho biết lưỡi sắc chưa được giữ ràng tròn khi: một, được nữ nhân thoa bóp ẩm xịt dầu; hai, cười giỡn chơi đùa với nữ nhân; ba, mắt nhìn cần mắt nhìn sao nữ nhân; bốn, ưa nghe tiếng nữ nhân nói cười ác khóc; năm, nhớ lại tiếng của nữ nhân trước đây đã cười đùa với mình; sáu, trong tâm thích thú ước muốn bị kích thích bởi nữ nhân; bảy, thấy người khác đang thọ hưởng sắc dục; tám, sống cô với ước muốn sanh về cõi trời để thọ hưởng dục chư thiên có thiên nữ. Những ai có hệ lụy với những trường hợp này đều không thể thoát được khổ đau sanh tử luân hồi. Khi dứt trừ được tất cả những trường hợp nêu trên mới có thể xem là giới dứt trừ sắc dục được hộ trì. Ngày nay do phương tiện phim ảnh, TV, báo chí, sách vở và mạng internet toàn cầu chứa đựng nhiều hình ảnh, nhiều mô tả siêu nhân lợi dụng, làm cho tâm trí hầu hết những người tiêu thụ phương tiện nói trên bị đầu độc dâm dục nặng nề. Nhưng ai muốn tu theo hành thánh của đạo Phật cần phải quyết tâm cao để tự mình giữ gìn nghiêm chỉnh giới dứt trừ sắc dục, và phải nhờ vào những phương cách được Đức Phật chỉ dạy
và nay được trưởng lão Thông Lạc triển khai ứng dụng bằng những câu hướng tâm như lý khắc ý trên tầng từ tâm dâm dục từ căn gốc thanh khởi của chúng. Không dùng pháp môn như lý khắc ý thì không có cách nào thắng được tâm tham tấm pháp dục này, và còn đi vào đường sai lạc thức chế tâm rất nguy hiểm cho tinh thần và cơ thể. Cuộc đời tu hành là cả một công trình cố công gắng sức cật lực dài lâu, chứ không thể nói suông tu lơ mơ mà đạt kết quả được. Trưởng lão Thông Lạc thường nói, nếu không một lần chết thì không thể nào chứng đạo. Để nói lên sự thật vô cùng khó khăn cam khổ, sẵn sàng dùng cái chết và chỉ có dám chết mới vượt qua cửa ải cuối cùng để vào cảnh giới an vui bất tử. Hai, trả tâm vô lượng của báu vàng bạc của cải, tâm tham đắm tài sản của cải vàng bạc châu báu cũng phải xả bỏ. Xả bỏ tâm này cũng khó khăn không kém gì việc xả bỏ tâm pháp được mấy tên. Chúng ta ngay từ những ngày đầu có tư tưởng là có ý chấp thủ, chấp chứa, thù dữ. Hãy nhìn xem một bé đang bú mẹ, miệng đang bú bú này, mà tay nọ thì dừng bú kia. Bất ngờ có bé khác mà mẹ nó muốn cho bú, thì nó tỏ thái độ chống đối khắp la không bằng lòng, mà còn đánh đuổi bé kia đi nơi khác, không cho đến gần mẹ nó. Chính đó là nghiệp thức chấp thủ từ vô lượng nhất phương tập vào tâm. Khi chúng ta lớn lên, ý thức chấp thủ càng hiện lộ với nhiều hình thức, theo nhiều đối tượng, và ý thức này được thường nhuộm thêm vững chắc qua sự giáo dục từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Trong gia đình, ta giữ gìn vật dụng của riêng ta, của cải của mẹ cha. Ngoài xã hội thì được dạy và phấn đấu canh dành, canh dân đoạt lời cho nhiều. Đi học thì phải hiểu biết hơn người, sẽ được xếp hạng cao. Ra đời thì phải có chức tước, địa vị trên người. Từ đó ta mới thù hưởng lương tiền, tài sản nhiều, nhà cửa cao sang, đồ đạc quý giá đắt tiền. Từ mình hoặc ai khác lỡ tay làm bể, làm hư một món nào thì tiếc nuối, sân hận suốt thời gian dài, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Tằng tiều chắc chiêu, tiết kiệm đầu này, miếng ăn đầu nọ, để có tiền mua sắm vật dụng thời trang, xe cổ máy móc, TV tủ lạnh máy tính, giường tủ bàn ghế. Tiền nhiều thì mua sắm vàng lượng bạc khối, châu báu kim cương, cột xoàn 5-10 cara cất giữ, vòng tiền dây vàng chuỗi ngọc, chân tiền treo mang khoe khoang. Càng có nhiều tài vật của cải thì tâm tham đắm chúng càng nhiều, càng đậm, càng bị lệ và càng bị hề lệ vướng mắt, lo thù dịch quá đến độ ngủ không yên giấc, mơ cũng thấy bị trộm cướp, bị lụt nước cuốn trôi, bị cháy nhà tiêu mất sạch tài sản. Trong đời không thiếu những chuyện người này hay kẻ khác chỉ vì chút vài lời nhỏ nhoi đã hy sinh tất cả để cố chiếm đoạt, thậm chí quên luôn cái sự an toàn mạng sống của mình. Và khi đã có trong tay thì liều chết để bảo vệ, như trường hợp những người thà chết chứ không để bị cướp giật của cái tài sản. Chỉ có những người dũng tâm dũng trí đi vào đường đạo mới đoạn từ, mới dứt bỏ được tâm chấp thắng những tài sản do công sức mồ hôi nước mắt và thời giờ quý báu để tạo dựng chúng. Nhưng nếu không có phương pháp, không hiểu sâu xa ý nghĩa của quy luật vô thường biến đổi, thì khó thể nào buông xả tâm chất đắm vật chất này được. Thường ngày, nên ngồi chết già, đặt niềm từ bỏ của cải tài sản trước mặt, đặt pháp câu pháp hướng tác ý sau. Tiền bạc của cải cho báu là những thứ vật chất lôi cuốn ta rất mạnh, làm cho tâm ta ưa thích, say mê mà tài theo, tạo ra biết bao điều tội ác, cơm tan hàng ngày, đã đánh đổi bằng cái chết của biết bao côn trùng, khi nông dân tại bừa, khi phun thuốc diệt trừ sâu đầy mình lúa. Nghề nông lương thiện mà còn mang nghiệp sát sanh, huống là những nghề thiếu lương thiện, thì việc lường gạt, sâu xé, hãm hại nhau, tệ hại vì đồng bạc, làm sao mà tránh khỏi.
hoặc câu khác, kích động cái tâm trạng của ta làm sao cho có hiệu quả, làm sao từ bỏ lòng ham thích, chấp đắm theo đuổi thủ đắc tài lời tiền bạc vật chất. Tiền bạc của cải châu báu thế gian là tên chủ độc tài, chúng sai bảo ta làm bất cứ việc gì mà ám, ta cũng vâng theo, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Lời ta hãy xa lìa từ giả ông chủ này để thoát thức nô lệ. Ta bỏ hết những tài sản thế gian mà đi tu thì vẫn noi theo lương hành của Đức Phật. Ngài đã vứt bỏ không chút ngần ngại ngay vàng tiền lực đẹp nhất thế gian, nhưng cảm giác theo tiềm hạnh phúc đời vương giả bên nửa con mà cương quyết sống đời tu hành thiếu thốn, khổ hạnh đơn độc không thường dài. Đến lúc chứng đạo thành đạt đạo quả cũng chỉ ba y một bát một bát. Ngài khắc thực ăn một bữa ngọ, mặc dù nhiều vua chúa giàu của nhiều quyền muốn được cung phụng cúng dâng, biết bao trụ giáo bà la môn danh tiếng triều phú là đệ tử của ngài cùng nhắn ngay đồng tâm thọ hướng một đời sống sung sướng. Chúng ta cũng đừng thấy gương thầy tổ ngày xưa cũng như hôm nay tu hành cần chính mắt gì mà nhờ vào quần chúng phật tử để sống đời giàu sang, chùa to lớn phật to thiện nghi hiện đại, quên đi giới hạn của người tu và phú cầu bằng. Chúng ta hãy giữ gìn giới luật tinh nghiêm, chuyên cần tu tập theo lời ngài và lương hạnh của bậc tam minh thích không lạc, chân thật chứng đắc thiền định sâu màu vì thầy của chúng ta ngày nay. Nên nhớ nằm lòng như vậy, người tu hành mà có nhiều tiền lắm lạc tiếp nhận của cải vật chất thế gian thì một mặt vi phạm giới luật sai mi thì theo, mặt khác đó là bồi nhữ của ác ma khiến ta sẽ bất an, sợ trộm cắp, sợ cướp giật, sát hại mạng sống của ta và làm mất an tịnh tiền bạc. Chúng ta không thu thúc lục căn, không xả bỏ tâm tham dục, ta dễ khởi tâm hưởng thọ do tiền bạc đem lại. Hoặc ta đang ý câu tài sản của vật cải vật chất thế gian là rắn độc, là ô nhọc, là bệnh truyền nhiễm, ta hãy tránh xa nó, không được cất giữ, không được tích trữ. Phải tác ý thường xuyên cho đến khi thấy tâm ta được an vui, mặc dù không có một đồng nào trong tay, không ham thích tiền bạc, thấy sợ hãi trong việc thu giữ tiền bạc tài vật của người nào khác ngoài ba y một bát, mà ngay cả ba y mà ngay cả y bát ta cũng không quá quan tâm, y tốt đẹp, y quý giá, bát đẹp hay xấu, chỉ có thể có y để che thân, chỉ có bát để được thức ăn bữa ngọ. Ba, trả vô lượng tâm danh. Danh là một sự cám dỗ rất mạnh, làm tâm ta mờ mịt, khó phân biệt phải trái thiện ác. Tâm cầu danh rất khó dẹp trừ, nó ẩn núp dưới rất nhiều chiêu bài, nhiều mặt nạ. Trước tiên, danh là mục đích gì, càng theo quyền lực và quyền lợi. Danh này trong đời và trong đạo đều có. Nó được hành xử bằng sự thay mặt cho một tập thể cụ thể hay cựu tượng. Ví dụ, vị trưởng một tỉnh thành thì thay mặt cho tỉnh thành đó để hành xử chức năng và quyền lực của tỉnh thành, buộc tất cả cư dân trong tỉnh thành phải tuân thủ theo. Hay vị chức sắc tôn giáo của một khu vực thì lãnh đạo tinh thần cho toàn thể tín đồ trong quan hạt. Một tiếng hô, một lần truyền thì toàn thể tín đồ chăm sóc nghe theo. Trong lãnh vực quân đội thì không ai phủ nhận được danh cảnh sát quyền uy trên một tập thể quân nhân, buộc họ tuân hành đúng theo kỷ luật quân đội. Tùy theo cấp bậc tức là danh lớn hay nhỏ mà có quyền chi phối lên tập thể quân đội lớn hay nhỏ. Cấp bậc càng lớn thì quyền uy càng nhiều càng to. Vì chỉ huy quân đội toàn quốc thì quyền uy liên hệ đến an nguy của toàn biên cương lãnh thổ. Nhưng vì lãnh đạo chính trị thì dân và quyền chi phối toàn dân trong danh nghĩa được nhân dân tín nhiệm giao cho tầm sách điều khiển an ninh trật tự và tiến bộ xã hội theo định hướng nào đó trong chương trình kế hoạch toàn quốc sẽ được đề ra. Danh
là thể diện uy tín của một người hay của một tập thể. Thí dụ học vị chiến sĩ, bác học nói đến khả năng hiểu biết do học tập, do tìm tòi học thứ chuyên môn, cho nên lời phát biểu trong lĩnh vực chuyên môn của họ có giá trị ngang cả sự hiểu biết cả đời của họ, khiến cho người ta dễ tin theo. Một vị chiến sĩ thật học thuyết trình về một đề tài thật khác nào đó rất dễ hướng dẫn thính giả thiếu kinh nghiệm từ thân tu chứng theo quan điểm đang trình bày, vì những lập luận có vẻ hợp lý luận bằng những dẫn chứng chỗ này chỗ kia trong rừng kinh sách mâu thuẫn nhau của thư viện Phật học phát triển. Danh nhỏ nhất là của một con người, là lý diện, là kiến tâm, là phẩm hành, là tư cách của cá nhân đó. Danh này nó bị xúc chạm, bị trả đạp, thì người này cùng phản ứng để bảo vệ, để phục hồi, phục hành qua những hành động được xếp là tham sân si. Theo đạo Phật, danh là thứ dục nuôi lớn bản ngã con người. Danh càng cao thì bản ngã càng lớn, bản ngã càng lớn thì tham sân si càng nhiều. Mới vào tu học làm chú sa di thì phụ lễ nghiêm túc cho thật tự, kính trên phục vụ tôn trưởng, nghe lời dễ dạy. Một thời gian sau học hành cấp bằng này nọ, danh sinh đại đức thượng tọa, giáo phẩm cao to, đi đứng đề vệ oai nghi, bảo thủ ý kiến, đổi thay thái độ ứng xử với mọi người, xem lành Phật tử giàu sang cúng dường tiền tài lớn, xem nhà Phật tử nghèo nói năng thiếu tính ôn tồn nhã nhặn, thường có tâm đòi hỏi mọi người phục vụ cho mình tiện nghi này nọ, không còn dịu giới thiểu dụng tri thức của những ngày đầu. Càng thuyết giảng nhiều thì càng tưởng mình chỉ cần lặng thông kinh kệ, lấy đó làm công hành tu hành, mà lặng sao xả tâm tu hành thiền định là công đức chánh của đường lối tu Phật giáo. Cho nên người quyết tâm tu giải thoát sẽ rất thờ tâm nhân dưới bất cứ chiêu bài gì, là nhà từ thiện, là đại đức, là thượng tòa, là giảng sư trước pháp, là bậc tu chính, là vị thiền sư, vân vân. Tất cả sẽ được trả hết, không vướng mắc bất cứ danh xưng nào. Tâm sẽ bất đồng trước mọi cám dỗ, mọi chiêu bài sinh tán. Nên tăng ý, danh tạo nên dục lạc ảo giác, nuôi lớn bản ngã, nuôi lớn chiêu mạng, chỉ làm tâm ta thêm đau khổ, đưa đến căng trả, lý luận, phiền não. Ta hãy xả bỏ, từ bỏ, chỉ chuyên tâm tu hành thanh tịnh để sớm ra khỏi sanh tử luân hồi. Hoặc các ý câu, danh chỉ là hảo hiền, không có thật, nó là tên chặt, thường làm tâm tơ mê loạn, mà hiện ra những hành xấu, tự đắc, tự cao, tự đại, ngã mạn, cống cao. Nếu có danh, ta cũng phải xem là không có thật, ta chỉ là một người bình thường, như bao nhiêu người khác thôi. Hãy các ý câu sau để giải trừ tâm kiêu mạn. Danh là một dục lạc vô hình, nó thu hút cám dỗ ta rất mạnh, khiến ta thêm ngã mạn cống cao, do đó sinh ra ngũ thiền cái tham sân si mạn nghi. Danh khiến cho bao người khiến cho con người tiềm nhân đau khổ, vậy ta hãy cương quyết từ bỏ việc ly xa lắm cái danh. Tâm lý con người rất ham thích danh, nên là người đã dứt bỏ hết để tu hành thì đừng để nó có cơ hội chiếm ngự tâm. Phải cẩn thận cảnh giác tình tâm niệm để giữ tâm bất động, dù có được chút ít gì chứng đắc cũng đừng nghĩ ta sẽ có danh này kia, không khéo thì bạn ngã hay đổ thồ theo cái danh tưởng tượng đó, vốn nữa là được mọi người biết đến và có danh thực. Hằng ngày đặt niềm rất mặt hướng tâm các ý những câu trên, hay đặt ra những câu nào thích hợp với ta để dẹp ngã xả tâm. Có thể câu sau đây cũng có tác dụng làm tâm ta xa lìa danh vọng. Danh là một dục lạc có ma lực vô hình, cám dỗ lôi cuốn con người vào vòng sanh tử luân hồi. Vậy ta phải từ bỏ, phải biệt ly, xa lắm cái danh, dù bất cứ trường hợp nào. 4. Xả vô lượng tâm an.
ăn là một nhu cầu tự nhiên của sinh vật thu nhập năng lượng trong thức ăn để bù đắp năng lượng tiêu hao trong tiến trình sống, đồng thời cung cấp năng lượng cũ để cơ thể phát triển thể lực và tinh thần. Không ăn thì chết, không được ăn đầy đủ thì cơ thể teo tóp, ốm yếu, suy dinh dưỡng, dễ bị bệnh tấn công, bệnh quản xương, mất sức, thiếu tinh thần năng nổ, thiếu sức lực cơ bắp. Khi đói, tay chân thường luôn không làm việc nặng được, dễ buồn ngủ. Ăn uống phải đúng giờ, không nên ăn uống phi thời, lúc nào cũng ăn thì lúc nào cũng dễ bị cơn đói hành, làm suy yếu tinh thần thường đừng, suy yếu ý chí phấn đấu, khắc phục khắc pháp khi chúng đến, dễ làm tâm hoảng loạn. Khi ăn, thấy món này ngon, món kia dở là do vị giác, tác động, sinh nhận thức phân biệt, đó là chuyện bình thường. Nhưng để tâm an tĩnh cái ngon, mong cầu được ăn món ngon, chán ghét cái dở, không ăn được món dở, là nó bị cái ngon, cái dở chiếm ngự tâm, khi phối tâm. Không chế ngự lưỡi, không chế ngự vị giác, luôn chiều vị giác, xài theo món ngon này, món nọ, là không tu hành, không giữ thiền định, không an trú tâm trong bốn nghiệp xứ để khắc phục tham ưu. Người tu hành ăn là để chữa bệnh đói, chứ không phải chạy theo dục ăn. Cho nên ăn không cầu ngon, không dám dở, có gì ăn mấy, hôm nay đề nghị nấu món này, mai yêu cầu nấu món nọ. Còn mong muốn, còn đòi hỏi yêu cầu, đó là tâm ý của người phàm tục, còn hệ lụy với cái ăn, chứ không phải là người đang tu thiền định, đang giữ gìn giới luật, đang chế ngự điều phục tâm. Kinh dạy, lười nếm vị, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến vị căn không được chế ngự, khiến tham ái, tu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, từ chế ngự nguyên nhân ấy, hồ thị vị căn, thực hành sự hồ thị vị căn. Thì ý nghĩa câu kinh quá rõ ràng, chỉ cần ta biết được nguyên nhân nào vì căn không được chế ngự, để chế ngự nó thì các tham ái tu bi, các bất thiện pháp không thể chạy tới, không còn chiếm ngự trên thân tâm của chúng ta nữa, thế là ta được giải thoát. Theo lời kinh dạy thì ta không nắm giữ tướng chung cũng như tướng riêng của thực phẩm, nghĩa là không ưa cái ngon dở, không quản cái cứng mềm, chế biến nấu nướng thích khẩu vị hay không, mà chỉ duy nhất biết đây là thực phẩm làm từ vật liệu thanh tịnh thực vật, không từ bất tịnh động vật, giúp ta giải trừ cơn đói. Cho nên hãy đừng xem các ý trước khi ăn. Thức ăn là vật bất tịnh, dùng để nuôi thân tứ đại bất tịnh. Ta không cầu ăn ngon, không cầu ăn nhiều, chỉ cần ăn để sống, để có thân tu hành các pháp thật. Thường xuyên mỗi bữa ăn đều quán thực phẩm bất tịnh thì tâm thành hàng chán, không còn thèm ăn. Có vậy ta mới thấy những vị chân chánh tu hành, họ vào rừng sâu sống trong hang động, sống trên đảo giữa biển khơi, chỉ ăn toàn rau rừng, cây trái trong rừng trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhưng chú tu tập thiền định với ý chí quyết liệt như thế, họ mới chứng đắc được những bức tâm linh sâu màu, mới xứng đáng giữa những gian nan to lớn, những chịu đựng thiếu thốn mọi bề mà một người bình thường như chúng ta có thể đạt được tới mức chịu đựng đó, chứ đừng nói đến vượt qua. Và gần đây bản tin về chú bé Ram Bahadur Bangtan 16 tuổi nhờ Nepal đã ngồi thiền định không ăn uống trong 6 tháng với ý định trở thành Phật, đã làm sinh sốt và đánh động tính hiếu kỳ tiền lạ của nhiều người. Bản thân người viết bài này cũng đã gặp một người Việt ngồi không ăn nhưng còn uống nước cam trong suốt 90 ngày, mà và tưởng thức của người này phát triển mạnh, có khả năng hiểu suốt giáo pháp đại thừa. Một người Việt khác thì chỉ ăn toàn hoa vàng hò và một vài loài hoa khác, hoặc ăn thêm các loại rau bình thường mà không ăn được bất cứ thức ăn nào khác, kể cả cơm. Từ năm 1996 đến nay vẫn còn ăn như vậy.
người này không ngồi thiền bắt đầu lâu ngày, nhưng là có khả năng tâm linh và tài chữa nhiều thứ bệnh. Như vậy, khi con người tu tập một phương pháp thiền định nào đó, thì người này có thể không cần đến các thức ăn như những người bình thường. Trong bài giảng tứ vô lượng tâm, trường lão thông lạc dạy, có người nhập thiền định, không ăn uống từ một ngày cho đến một tháng mà không chết. Sau đó, cơ thể phục hồi dần dần và sinh hoạt bình thường trở lại. Nhập thiền định một ngày, làm trụ sống chết một ngày. Nhập định được một tháng, là làm trụ sống chết được một tháng. Điểm này, trường lão muốn nói đến những người chứng đắc tứ thánh định, làm trụ thật sự, từ thánh. Đi tìm đường giải thoát thì phải từ từ giải thoát những gì mà người bình thường, phàm phu không thể làm được. Nếu người này không thấu hiểu và không áp dụng những phương pháp tu hành chế ngự khắc phục ác pháp, nuôi dưỡng tăng trưởng thiện pháp như lời Đức Phật đã dạy và sống như đời sống của Đức Phật và chúng thánh tăng thời đó, thì đừng mong giải thoát sanh tử luân hồi. Ta hãy đọc lại một bài kinh, trong đó Đức Phật dạy một điều gì theo, có thọ dùng thực phẩm như thế nào cho đúng oai nghi, cho tăng trưởng thiền định. Một hôm, Đức Phật trong khi đi thực thực, thấy một tỳ kheo đang hướng thọ, hướng vị vật thực trống không, không có thiền định, hướng thọ, hướng vị hướng ngoài của vật dục, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn không được chế ngự, tấm túng. Phật dạy, thầy chớ có làm cái từ ngạ trở thành thối nát. Ai làm cái từ ngạ thối nát, bày ứ thoát ra toàn mùi thối, rồi mong rằng các loài người lành sẽ không bu đầu, sẽ không chiếm cứ. Sự kiện như vậy không có xảy ra. Vì tỳ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy, cảm thấy xúc động rất mạnh. Đó là bản kinh trong Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3 sát, chương 126. Trong bản kinh này, Đức Phật đã ám chỉ thối nát sự tham cầu. Người nào không những tham cầu ăn uống, mà còn tham cầu nhiều thứ khác, là người đã làm cho tự ngã, trở nên thối nát, bất thiểu. Mùi hôi thối là tâm sân. Những người tâm này sân hẳn, giận hờn, tức tối, thì chính họ đã làm cho tâm họ có mùi hôi thối. Suy tận ác bất thiện là rùi lần. Những ai không suy tận thiện, tâm không hướng thiện, tâm chỉ suy tư nghĩ tưởng những chuyện thường tục phàm phu, suy tư theo kiểu thế tục là họ đã chất nước rùi lần trong tâm. Nếu vì nào lòng lắm khát khao mong cầu có ăn uống bụng nghĩ, tâm không thu thúc, không tu tập từ bi hỷ cả mà chất chứa sân hận, thì tâm chỉ người này chỉ suy tư toàn những bất thiện pháp, chẳng bao giờ thoát được khổ đau luân hồi. Để tăng trưởng sự tỉnh giác trong hành động ăn uống, ta thường nên tác ý câu: ta sẽ tỉnh giác tâm niệm công lao khổ nhọc của đàn na làm ra thực phẩm cúng dường. Ta sẽ năng nổ tinh tấn tu hành để xứng đáng cho sự hy sinh to lớn của mọi người đã chu cấp các nhu cầu cho ta tu. 5. Xả vô lượng tâm ngủ. Người đời thường nói ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo, cho rằng cái ăn cái ngủ thể hiện được sức khỏe của mỗi người. Không ăn thì chết, không ngủ thì bệnh. Ăn và ngủ đều tối quan trọng, vì chúng bồi đắp năng lượng tiêu hao trong hoạt động cơ bắp và tinh thần hàng ngày. Nhưng trong đạo Phật, xem cái ăn cái ngủ chỉ là ác pháp. Cái ngủ làm cho tâm trí người tu theo Phật bị mờ mịt, u tối, vô minh, không sáng suốt, không có năng lực thiền định, không có ý chí tự thánh mình, từ chuyển hóa, từ phàm phu lên bậc thánh. Một khi đập dứt chọn đường tu, từ bỏ tài sản lớn bạc vàng châu báu, từ bỏ tài sản nhỏ bà con quyến thuộc, cha mẹ anh em bạn bè, thì phải phấn đấu khắc phục cho được cái ngủ, cái dục lạc to lớn thứ năm trong năm thứ dục lạc của thế gian.
nói lên ý chí muốn khắc phục ngủ nhưng thực hành được không phải là việc dễ làm. Ngủ là một nhược lực của con người, có thắng được ngủ, điều khiển được cái ngủ mới mong điều khiển những nhược lực khác để làm chủ bản thân, tu tập những thiền pháp diệt độ nhân quả, ra nhân quả thiền. Người tu thường trực đối đầu với năm dạng ngủ. Một, hôn trần là ngủ gục, đang ngồi tu mà ngủ, ngồi một lúc là gục lên gục xuống. Hai, thủy miên, ngồi mà cúi đầu, nghẹo cổ qua bên, ngủ tiếp không hay, gục đầu mà ngủ, ngủ thật, ngủ mê, nằm thẳng tay chân, ngủ mong sâu. Khi đó lọt vào thủy miên, chỉ ra phải sau đồ nửa giờ ngủ mới biết mình đã bị thủy miên. Ba, hôn trần, ngồi mà không tỉnh táo, lúc mê lúc tỉnh, mơ mơ màng màng, không chuyên chú kháng thuốc vào đề mục. Bốn, vô ký, chợt quên, bị giật mình một cái là bị vô ký, tức là bị quên, quên pháp đang tu. Khi quên thì tâm không còn tỉnh giác nên vào niềm thanh khởi. Vô ký là dạng một thất niệm, vô ký còn bị xem là không tỉnh thức. Năm, ngoan thân, càng thấy vô ký kéo dài là ngoan thân, còn gọi là không ngơ, không có ý thức gì cả. Theo kiểu lão thông lạc, ngoan không là nguyên nhân phát sinh trí tuệ được dạy. Đây chính là trí tuệ của trường ấm đạt thiết các tổ sáng tác kinh sách đại thừa phát triển mà đáng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Nguyên nhân của buồn ngủ có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể khi dùng các phương tiện di chuyển tiến vận như đi ghe, đi tàu, đi xe, đi máy bay, có người bị say sóng, say gió mới cảm thấy ngờ ngợt như ngủ. Hai, bị tất cả các bệnh cũng như khi bị cảm gió làm thân nắng lạnh, đối đầu với năm dạng ngủ. Một, hôn trần là ngủ gục, đang ngồi tu mà ngủ, thiếu tỉnh giác, thiếu tập trung trong lúc tu, tinh tâm lơ, tinh tâm lơ là nên buồn ngủ. A, trụ tâm không đúng chỗ, ví dụ trụ tâm ở giữa trán ngang chân mày, chân mày điều tiết mắt mày và lâu giờ. F, ống cô độc buồn tạ. C, làm việc lao động tay chân hay trí óc nhiều giờ. H, phàm phu cờ bạc rượu chè các tán quá độ thì phải sang buồn ngủ. Cách xả bỏ vô lượng tâm ngủ. Muốn xả bỏ vô lượng tâm ngủ, tức tất cả năm dạng buồn ngủ nói trên, thì phải biết nguyên nhân của nó để giải trừ, phải tùy theo tướng càng cơ thể mà tu tập, chứ không thể áp dụng một nguyên tắc chung được. Cao rồi tâm tỉnh thức, không buồn ngủ rất khó, cho nên phải cương quyết, bền chí, dân gian phấn đấu là phải thành tòng, có thể áp dụng một số biện pháp sau. A, dứt bỏ những thói quen xấu, những cuộc chơi không lành mạnh, có hại sức khỏe, thiếu kháng thuốc. B, lao động vừa phải, vừa tu hành không nên lao động chân tay nhiều. C, phải có biện pháp cứng rắn, đối trị chứng lười biếng, than ngủ, như là đi rửa mặt, tắm bằng nước lành. Có người tự đánh mình bằng roi, hay lấy dao rạch lên người, rồi lấy muối, chà sát lên vết thương. B, nhìn vào khoảng không gian xa trong các tròn sao. A, đặt mình vào vị trí nguy hiểm, có thể mất mạng nếu muốn vượt bị té, như ngồi ở bờ vực, trèo cao, ngồi ở trạm ba cây cao. F, đọc kinh sách, tìm hiểu ý nghĩa, xem truyền hình, nếu xem thì không nên mãi mê xem lâu. D, nhớ nghĩ lại một điều gì làm cho mình có nhiều kích động. H, quán xét vô đầu về vô thường, khổ, vô ngại và viết trong giấy. Y, đi kinh hành, đây là pháp môn đúng đắn nhất để phá hôn trần, vừa đi vừa các ý câu. Với tâm định tĩnh, tôi giúp tôi đi kinh hành. Ngày xưa chính Đức Phật mới đi kinh hành rất nhiều về đêm. Trong khi đi kinh hành có thể sâu rụ thêm pháp tu từ vô lượng, thương xót côn trùng trên đường đi để chú ý vào từng bước đi, tránh dẫm đạp lên chúng,
hay nếu đi trong đêm không thể thấy rõ mặt đường thì tác ý thêm câu tu Phật tâm từ. Tất cả chúng sanh trên đường đi chân hành của tôi, chỉ hãy tránh cho tôi đi, để tôi khỏi vô tình gây chết chắc, tổn thương mà tạo thêm ác nghiệp. Dùng như lý tác ý, đây là một pháp môn tích tập sự tỉnh thức, phải siêng năng tác ý cho đến chừng có ý thức lực sẽ giải trừ được buồn ngủ và đồng thời nâng thức tỉnh giác lên cao. Trong tác ý, câu tác ý phải thích hợp cái đặc tướng của mình, nên phải tự đặt pháp ra cho mình. Thí dụ như câu cái ngũ này vốn không có trong thân tứ đại này, mà chỉ do ngu si mê muội lười biếng thiếu tinh tấn nên mới thò thân ra. Hãy đi đi, cuốc đi. Hay câu buồn ngủ hãy lui đi, lười biếng hãy lui đi. Hoặc là câu cơn mơ mơ say say này lui đi, thân tâm tỉnh táo. Người đang tu tập tình nhân định làm hơi thở, phải biết tướng trạng của từng tên giặc là mờ mịt tâm mà đối trị theo cho đúng với nó. Ví dụ như hôn trầm thì ngủ gục, khi có tướng trạng này thì lại mau mau đứng dậy đi kinh hành, hay dùng các pháp môn khác mà phá, đừng ngồi nữa. Tiếp tục ngồi thì chỉ ngủ gục lên gục xuống mà thôi. Thủy miên là ngủ, nhẹ cổ ngủ. Thủy miên khi nó vô rồi thì chỉ biết là bị thủy miên, sau ít ra là nửa giờ hay 20 phút. Nói lành vô lành yên là mình thấy an ổn, rồi đi luôn với an ổn đó. Đến từng giật mình thức dậy thì đã qua nửa giờ 20 phút rồi, ngủ ngon lành. Nhưng ít khi bị thủy miên, thường bị hôn trầm nhiều hơn. Trước khi bị thủy miên thì có dạng hơi thở lặng lặng, kiểu như ru ngủ. Hơi thở đi nhẹ nhẹ vô, khi thấy hơi thở thay đổi thì coi chừng nó vô thủy miên. Khi thấy hơi thở nhẹ nhẹ của thủy miên thì hãy thở mạnh lại để phá nó. Bị vô ký và khi bị thất niệm, càng thấy vô ký thì hay giật mình. Khi giật mình thì từ đó biết vô ký tới. Vô ký thì không bao giờ là thất vọng được. Vô ký là quên nên vọng tượng mới giật vô. Hãy đứng lên đi kinh hành để nó đừng vô ký. Chú ý bước chân hoặc tác ý liên tục từng hơi thở thì không có kẻ hở để vô ký chen vô được. Quan công là ngồi tỉnh nhưng mà nó không ngơ, không biết cái gì hết, giống như ngủ nhưng mà thấy mình tỉnh thức. Quan công thì có trạng thái an lạc táo đồng một vài lần, nhưng cái an này nó sẽ đẩy tâm mình vào thân. Khi biết được nó thì dòng mình lên cho mất cái an đó. Cái an sẽ đưa liền tới cái không, phá cái an đó thì không có được. Dòng cho cơ bắp tay chân mất trở lại trạng thái bình thường, ôm sát tu lại. Làm sao để biết là đã phá được hôn trần? Đó là lúc ngồi lại tu các pháp môn mà không còn bị gục nữa. Thời nào tu cũng tỉnh táo suốt toàn thời, ngày nào, thời nào cũng được như vậy thì đó là đã phá hết hôn trần, phá được hôn trần. Đã tu theo đạo Phật thì phải bằng mọi cách làm chủ, xa lìa năm thứ dục lạc, tài sắc chân thực thì được phân tích sơ lược trên để chấm dứt sanh tử luân hồi. Không trả được năm thứ dục lạc ấy, tức không còn giới luật, tánh chất hãy còn vẫn là phàm phu, thì dù cho có được đạt thiền nào thì cũng là ma thiền, tà thiền. Đức Phật dạy ta viễn ly, từ bỏ đoạn tầm những tham áo sân si của chất sống, được an vui giải thoát. Chứ còn bị năm thứ dục lạc trói buộc thì không phải là đời sống giải thoát, đó là đời sống phi phàm hành, không phải đời sống của người tu theo đạo Phật. Trưởng lão Thông Lạc khẳng định, chỉ cần nhìn vào đời sống của tu sĩ thì ta biết ngay là Phật giáo hưng thịnh hay không. Khi người tu sĩ mà không lấy ba thánh pháp giới định tuệ làm chỗ nương lực tựa vững chắc thì dễ phạm lỗi lầm, không biết xấu hổ trước những lỗi nhỏ nhặt thì chánh pháp suy đồi. Khi nào có các thầy tu chưa xa lìa ngũ dục sống thiểu dục suy túc, khi nào có các thầy tu xa lìa ngũ dục sống thiểu dục suy túc, ba y một bát, không nhà không cửa,
không tài sản nhỏ, tài sản lớn, là còn những bậc chân tu giới đức, trường đức, thật sự giải thoát khỏi những dục lạc thế gian, là điềm lành cho Phật giáo, mà dạng chú vô lượng sanh. Năm, thả tâm với năm dục thượng dưỡng. Năm dục thượng dưỡng là mắt thấy sắc sinh dục, tai nghe tiếng sinh dục, mũi ngửi hương sinh dục, lưỡi nếm vị sinh dục, thân xúc chạm sinh dục. Càng thấp dương càng nhiều, sinh dục càng nhiều. Cho nên là thượng dưỡng. Càng thượng dưỡng càng trầm chất sự đau khổ, cho nên càng tái sanh dục càng nhiều hơn. Vì thế mà khổ hoài, khổ mãi không dứt. Vậy muốn xả năm tâm dục thượng dưỡng này thì phải làm sao? Thì phải chế ngự các căn để các tham ái ưu bi sầu khổ không thâm nhập tâm, không phát triển, không tăng trưởng. Để đoạn thành năm dục thượng dưỡng này thì tứ niệm xứ cần phải được tu tập, tức là trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp cần phải được quán chiếu để khắc phục tham ưu sầu khổ. Đức Phật đã khẳng định tham ái lĩnh là bệnh tật, là bụng mụn nhỏ, là mũi tên. Tham ái dẫn dắt con người đi tái sanh đời này đời khác, khiến con người chi cao phi thấp. Tham ái chính là những gì các sắc do mắt nhận thức sinh ra, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các thanh do tai nhận thức sinh ra, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức sinh ra, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức sinh ra, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các thức do thân nhận thức sinh ra, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Bất kỳ những pháp bất thiện nào cũng khiến cho tâm tham ái khởi lên, là nguyên nhân cho mọi chấp thủ dính mắc phát sinh. Cho nên cần phải từ bỏ tham ái, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Câu tác ý chính là tâm tham ái là bệnh tật, là mục ngọc, là mũi tên, chỉ làm ta ưu bi sầu khổ. Tham ái dẫn dắt con người đi tái sanh đời này đời khác, hãy diễn đi xa rời tham ái. 6. Xả tâm tham sân si. Tâm còn đầy tham sân si là tâm không tỉnh giác, là tâm phàm phu chạy theo nghiệp, bị nghiệp dẫn đi. Khi tu tập phải được tỉnh thức để nhận ra khi nào tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm có không có si, biết là tâm không có si. Biết được vậy, thấy được vậy, thì phải đoạn trừ, phải trả ly tâm tham. Có đoạn trừ, phải trả ly tâm sân. Có đoạn trừ, phải trả ly tâm si, để giữ tâm bất trồng trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn trả được tâm tham sân si, thì phải dùng chi kiến từ định vô lậu để thấy rõ bản chất của mỗi loại tâm hành. Khi thấy bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì đoạn trừ được, và tâm tham ái, sân si sẽ không bao giờ trở lại. Pháp môn dùng để đối trị các tâm hành này là những đề mục của định hơi thở, áp dụng trong khi tu pháp môn tứ niệm xứ, quét các chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Các tâm tham sân si chả bỏ được thì sắc thiết sự và ngũ thiền cái tự động bị đoạn trừ bớt, giảm nhẹ đi, nên không cần sử dụng công khó khăn nhiều nữa. 7. Xả tâm trong hành bố thí. Bố thí giúp tâm giải trừ tính treo cược, bỏng thẹn, biết thương xót những người bị hoàn hàng tái ương, những người thiếu may mắn. Bố thí là pháp môn xả tâm tuyệt vời, giúp buông bỏ vật chất tiền vàng, tiền bạc, tài sản, truyền cho người những hiểu biết học hỏi, những khéo léo kỹ thuật tay chân, giúp người phương tiện thăng tiến cuộc sống. Bố thí gồm có hai loại bố thí tài vật, là những vật chất hữu hình giải quyết khó khăn trong một giai đoạn nhất định nào đó, và bố thí pháp là những lời khuyên dạy đạo đức, chánh hạnh, chánh pháp để người sống theo, chuyển hóa những ác nghiệp thành thiện nghiệp, đem an vui hạnh phúc dạy lâu cho nhiều người. Nên biết rằng việc bố thí dù nhỏ cũng cần được thực hiện với đầy đủ ý thức hiểu biết. Ví dụ như những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rượu chén bát,
và hối nước hay hô hát với ý nghĩ để các loài hữu tình khác ấy nhờ đấy được ăn để sống, thì người ấy cũng đã đem lại công đức, huống nữa là bố thí đối với người đang thiếu hụt, đang cần tới. Tài khí thì dễ thực hiện hơn, tuy nhiên cũng cần cân nhắc, nhận xét và suy nghĩ đến sự bố thí đúng với chánh pháp thì mới có nhiều công đức. Căn hành động bố thí cúng dường ẩm thực bao gồm bốn kết quả từ sự bố thí này, đó là người nhận bố thí giúp tâm giải trừ tính treo cược bỏng thẹn, biết thương xót những người bị hoàn hàng tai ương, những người thiếu may mắn. Bố thí lập bốn phần này ngay trong hiện tại hay sẽ có trong tương lai. Bố thí cho người có giới hạn được quả lớn, cho người ác giới thì không được. Rằng khi sự bố thí gồm đủ sáu phần, ba phần thuộc về người bố thí.